Xin chào quý khách hàng đến với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tín, chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cũng như trên hệ thống Zalo, Facebook và Fanpage Nhà đất Hoàng Tín.vn. Buổi chiều ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tín xin gửi đến cho khách hàng một khu nhà lầu đồng bộ đang được xây dựng cũng như đã xây dựng xong được một số căn nhà rồi. Thì hôm nay Nhà đất Hoàng Tín xin gửi đến cho khách hàng 3 căn nhà đã hoàn thiện xong và gửi đến cho khách hàng một cặp nhà phía bên ngoài. Cũng như cặp nhà này thì đang có diện tích từng căn là ngang 4m2 và độ dài là 17m. Được đúc kiên cố là một trệt một lửng và hai lầu. Công năng sử dụng của căn nhà mình có sân đậu xe gắn máy, ga để xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 3 phòng ngủ, 4 nhà vệ sinh, phòng thờ, sân thượng phía trước của căn nhà. Và khu này thì nhà đất Hoàng Tín đang có 5 căn cũng như 2 căn phía đối diện thì đang có diện tích rộng hơn, ngang 4m7 và độ dài là 17m. Và chỉ với giá hơn 5 tỷ một căn là còn thương lượng, là quý nhà có thể sở hữu cho mình một trong bộ 6 căn nhà được thiết kế rất là đẹp và đã được anh chị chủ nhà full nội thất. Thì hôm nay nhà đất Hoàng Tín chọn căn phía bên ngoài đã được anh chị vô được một số nội thất rồi và đang trong thời kỳ là chuẩn bị chuyển nội thất vào. Và căn nhà mình thì nằm trên một cái con hẻm rộng lên đến 12m. Hai bên thì mình có vỉa hè được trồng cây xanh. Và căn nhà mình thì nằm trên một cái con hẻm một trục thuộc đường Hà Huy Giáp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, ngay trường Cao đẳng Điện lực. Và căn nhà mình thì nằm trên một con hẻm một trục rất là thuận tiện để mình vừa ở vừa mở văn phòng công ty cũng như kinh doanh tất cả các loại ngành nghề. Và phía bên ngoài căn nhà mình là trường học Trần Cao Vân cũng như trục đường chính Hà Huy Giáp và trường học Hà Huy Giáp. Cũng như căn nhà mình thì nằm trong khu nhà lầu đồng bộ đang được xây dựng. Và khu này thì mình sẽ có khoảng 60 căn sau khi xây dựng hoàn thành. Và từ vị trí căn nhà mình thì di chuyển về quận Gò Vấp, một trục đường Hà Huy Giáp qua đường Nguyễn Oanh thì chỉ khoảng 5 phút thôi. Cũng như căn nhà mình thì nằm trong khu rất là an ninh, đã được gắn camera quan sát rất là an ninh. Cũng như bây giờ mình sẽ chọn căn phía bên ngoài đã được anh chị chủ nhà phun một số nội thất để tặng làm kèm lại cho khách hàng. Thì hai căn nhà phía bên ngoài này thì đang có giá giống nhau, chỉ 5 tỷ 300 triệu đồng còn thương lượng. Riêng căn phía bên trong thì đang có diện tích lớn hơn và được đúc kiên cố là một trệt và ba lầu. Thì căn bên trong sẽ có 4 phòng ngủ chính, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Giờ bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong. Thì phía bên ngoài mình sẽ có một cái khoảng vỉa hè khoảng 3 mét mình để xe gắn máy. Tiếp đến là mình sẽ đến với lại một bộ cửa phía bên ngoài được làm bằng sắt cắt CNC rất là đẹp. Và di chuyển vào bên trong mình sẽ có một khoảng sân khoảng 3 mét để xe gắn máy. Di chuyển vào bên trong thì mình sẽ đến với lại một bộ cửa nhôm xin pha ở phía bên ngoài, kính cường lực 10 ly. Và bên trong là không gian phòng khách căn nhà thì mình đã được anh chị chủ nhà đã đóng sẵn cho mình một bộ bàn ghế sofa cũng như toàn bộ nội thất bên trong được anh chị chủ nhà tặng lại cho quý khách hàng mua căn nhà này. Và nội thất bên trong thì dự kiến là ngày hôm nay hoặc là ngày mai là anh chị sẽ trở về. Cũng như khu vực này thì anh chị chủ nhà thiết kế căn nhà này có tầng lửng để nếu nhà mình có xe hơi thì mình có thể để dưới khu vực ở dưới tầng trệt này. Thì bộ bàn ghế sofa này sẽ được chuyển lên khu vực phía bên trên tầng lửng của căn nhà để dành riêng khu vực ở dưới này mình để xe hơi cũng như xe gắn máy. Và sàn nhà mình thì được lát gạch đá bóng kính 80. Sàn nhà mình thì có đổ bê tông rất là kiên cố và chắc chắn. Hai bên thì mình có những cái mảng chỉ trang trí theo phong cách Roma rất là đẹp. Và bên trên thì mình có hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống đèn xuyên suốt rất là đẹp. Giờ bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong là khu vực cầu thang căn nhà.
Thì căn nhà này đang có bề ngang 4m2 và độ dài là 17m, được đúc kiên cố là một trệt một lửng và hai lầu và đang có giá là 5 tỷ 300 triệu đồng còn thương lượng. Thì quý khách hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với lại gia đình mình thì hãy nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được nhà đất Hoàng Tiến đón quý khách hàng đi xem. Di chuyển vào bên trong một chút là mình sẽ đến với khu vực cầu thang căn nhà. Thì trụ thang tay vịn cầu thang căn nhà mình được làm bằng gỗ cam xe mặt đá hoa cương. Căn nhà mình thì được thiết kế rất là đẹp và rất là thoáng. Bên trong một chút là khu vực không gian phòng bếp của căn nhà. Thì tủ bếp, kệ bếp căn nhà mình được làm bằng gỗ cam xe và mình có khoảng không gian để tủ lạnh, mình sẽ để được hai cái rất là rộng rãi. Phía bên trên mình có hệ thống đèn chiếu sáng trần thạch cao. Và khu vực không gian phòng bếp này mình sẽ có một bộ bàn ăn đang được anh chị chủ nhà chuẩn bị lắp ráp. Cũng như phía sau căn nhà mình là hệ thống giếng trời lấy gió và ánh sáng thông từ trên sân thượng xuống, và mình có một cái sàn rửa ở phía bên ngoài, và kế bên thì mình có một cái nhà vệ sinh riêng sử dụng rất là thuận tiện. Đây là nhà vệ sinh khu vực dưới tầng trệt dành riêng cho khu vực không gian phòng khách và gara xe hơi dưới trệt của căn nhà, cũng như gia đình mình có thể sử dụng làm phòng khách dưới trệt rất là thuận tiện. Giờ bây giờ mình sẽ di chuyển lên khu vực tầng lửng của căn nhà, mình sẽ đến với lại không gian phòng khách của căn nhà. Thì mình xin nhắc lại là căn nhà này nằm trên trục đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà mình thì nằm trên một cái con hẻm một trục thuộc đường Hà Huy Giáp và ngay trường học Hà Huy Giáp và trường cao đẳng điện lực, rất là gần với lại quận Gò Vấp. Chỉ 5 phút là mình đã về đến trục đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp, và chỉ khoảng 10 phút là mình đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất, cũng như chỉ khoảng 15 đến 20 phút là mình đã về được đến trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Một căn nhà nằm sát quận Gò Vấp và chỉ với giá hơn 5 tỷ một chút xíu. Thì quý khách hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với lại gia đình mình thì nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được nhà đất Hoàng Tiến đón quý khách hàng đi xem. Đây là khu vực không gian phòng khách tầng lửng của căn nhà. Một căn nhà được thiết kế rất là đẹp và nằm trên một cái con hẻm có bề rộng lên đến 12m, và hai bên mình có vỉa hè được trồng rất là nhiều cây xanh. Cũng như khu nhà mình là khu nhà sử dụng điện âm và có camera quan sát, một khu rất là an ninh. Thì căn nhà này cũng như khu này thì mình đã có 6 căn và đã hoàn thiện xong 4 căn rồi, và chỉ với giá hơn 5 tỷ một căn còn thương lượng, để quý khách hàng có thể vừa mua để ở, mở văn phòng công ty cũng như cho thuê. Giờ bây giờ mình sẽ di chuyển lên khu vực lầu 1 của căn nhà. Mình sẽ đến với lại không gian phòng ngủ số 1 và phòng ngủ số 2 của căn nhà. Thì toàn bộ cửa bên trong căn nhà mình được làm bằng gỗ cam xe, rất là bền và rất là đẹp cũng như rất là chắc chắn. Không gian phòng ngủ căn nhà mình rất là rộng rãi, có cửa sổ để mở ra ban công phía bên ngoài, cửa đi ra ban công phía bên ngoài rất là thoáng và rất là mát, cũng như nhà vệ sinh căn nhà. Thì mỗi phòng ngủ mình đều có một cái nhà vệ sinh riêng, có hệ thống lavabo, bàn cầu, vòi sen tắm, massage. Đây là không gian phòng ngủ phía trước phòng ngủ số 1 của căn nhà. Và di chuyển lại không gian phòng ngủ số 2 căn nhà. Thì căn nhà mình được thiết kế có 3 phòng ngủ chính là giống nhau, cho nên mình sẽ chiếu sơ qua để khách hàng cùng tham quan. Cũng như mỗi phòng ngủ thì mình có nhà vệ sinh riêng biệt và có vòi sen tắm massage. Đây là không gian phòng ngủ số 2 của căn nhà. Và bây giờ mình sẽ di chuyển lên khu vực lầu 2 của căn nhà. Mình sẽ đến với lại không gian phòng ngủ số 3 và phòng ngủ số 4 của căn nhà mình. Mỗi phòng ngủ mình đều có nhà vệ sinh riêng, và căn nhà này thì
được thiết kế có tầng lửng để mình để xe hơi vào bên trong căn nhà. Riêng căn nhà ở bên cạnh thì được thiết kế 3 lầu rưỡi thì mình sẽ có 4 phòng ngủ chính. Và khu vực bên ngoài thì mình không để được xe hơi. Phía trước căn nhà mình là khu vực không gian phòng thờ của căn nhà. Và phía bên ngoài là sân thượng của căn nhà. Rồi video nhà đất Hoàng Tín đến đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý nhà hàng trong những video tiếp theo.